Sau lễ khai giảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đi thăm động viên cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường tiểu học Lý Tự Trọng. Qua kiểm tra các khu vực bếp ăn, hồ bơi, thư viện, Bí thư Thành ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị cho năm học mới của nhà trường, đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường học, chú trọng dạy học, phát triển kỹ năng của học sinh. Bí thư Thành ủy chúc nhà trường có một năm học mới nhiều thắng lợi, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu mang lại môi trường học tập tốt nhất cho học sinh.